khách hàng. Đấy, tương tác hai chiều, tương tác hai chiều. Đây, nhiếp ảnh bìa. Ảnh bìa thiết kế có thương hiệu. Rồi, nhiệm vụ này có mình đã có logo của Quang Vinh rồi, bây giờ mình cũng sẽ tranh thủ mình thiết kế cho anh luôn cái fanpage, tí nữa cho anh Hùng lập luôn nha, thực hành luôn. Lập luôn page thiết kế ảnh bìa, ảnh viết đưa lên trông cho nó chuyên nghiệp. Avatar thì chính là logo của đơn vị. Mình sẽ tí nữa mình sẽ lập hai cái page, một cái page là nhà thuốc và một cái page là phòng khám, mình lập luôn hai cái. Đấy. Ảnh bìa là logo và tông màu nhận diện. Nhận diện thương hiệu, nhận diện sản phẩm. Thì ảnh bìa đối với nhà thuốc thì mình đưa một số các loại vỉ thuốc lên hoặc là cái biểu tượng về thuốc lên. À. Nhà phòng khám thì mình cũng để cái poster là phòng khám. Đấy. Rồi thì grand opening. Đúng không? Dự kiến khai trương ngày. Các sản phẩm dịch vụ mình sẽ thiết kế cái đó cho anh. Đây một số những cái gợi ý đúng không? Đấy, các hãng nước ngoài họ làm, họ đăng một cái sản phẩm lên nó có tính chất nhận diện thương hiệu rất mạnh. Hãng Target này. Mỗi một cái ảnh poster họ đưa lên là đều có một cái ngụ ý nhất định. Rất là hay. Đấy, một cô gái đeo cái găng, một đứa trẻ cầm cái bát, nhưng mà tất cả đều phải có màu đỏ bởi vì nhận diện thương hiệu của cái hãng này là màu đỏ và hình tròn, như là một cái nhà bán lẻ của Mỹ. Target là một cái nhà bán lẻ của Mỹ. À, đây là một số cái ví dụ để anh Hùng hiểu là khi mình làm banner, poster cho fanpage, cho Facebook cá nhân thì phải nhận diện thương hiệu tốt, đúng không? Hãng Nike chỉ là gì ạ? Cái màu đen và chữ Just Do It. Cái hãng Opelo chuyên bán ba lô ấy, thì nhận diện màu xanh, thiết kế sản phẩm là cái ba lô lên. Hay là Tesla, hãng xe hơi của Mỹ, đúng không? Thì banner của nó chính là một cái xe hơi Model 3. Tương tự như vậy thì chúng ta hãy xây dựng một cái profile cũng như là cái fanpage chuẩn chuyên nghiệp. Có tên, có nickname, có bio đầy đủ. Đấy, các thông tin liên hệ, ảnh đại diện, vân vân là đều phải rất là rõ ràng và thật, đúng không ạ? Vâng. Rồi. Thì đấy là mình nói về cái việc xây dựng cái phần fanpage cũng như là profile. Bây giờ mình sẽ tạm dừng cái phần mình hướng dẫn. Mình sẽ để anh Hùng chia sẻ màn hình. Và sau đó thì anh Hùng sẽ tạo các cái tài khoản luôn. Đấy. Mình vẫn record nhưng mà lúc này mình sẽ để anh Hùng share màn hình. Mà cái tài khoản là tài khoản Facebook và thường là tài khoản của vợ em quá à, nhà thuốc mà. Anh có thể tạo từ Facebook của anh cũng được, không quan trọng. Không quan trọng. Bởi vì là Tại Facebook em không có người. À, Facebook em không có bạn. Em không đúng có rồi, bạn. nhưng mà bây giờ mình tạo page ấy thì nó không không quan trọng nha. Tạo page thì nó tạo ra từ tài khoản nào cũng được, anh không hiểu ý không?
là make anh Hùng làm host này, sau anh Hùng share màn hình tạo luôn. Đấy, bây giờ anh share màn hình đi, bấm vào nút share screen màu xanh xanh ấy. Thấy có cái nút share screen màu xanh xanh ở giữa đây anh Hùng. Anh dùng điện thoại hay máy tính? Máy tính này, share à, có nút share screen ở giữa phía dưới, phía thấy dưới à? giữa Share thầy ạ. Ừ, đúng rồi, bấm nút share rồi chính xác, rồi chính xác. Rồi anh mở trình duyệt lên. À anh cũng đang quay video luôn à? Anh Hùng cũng đang record luôn à? Dạ. Mình cũng quay video cho anh rồi. Ok. Có mở Facebook rồi đó thầy. Vâng, vào Facebook. Em không biết vào, Không biết vào. Vào đánh chữ facebook.com. Rồi anh vào cái nào thì vào, anh vào cái ngoài dùng vợ anh cũng được, vào cái ngoài anh cũng được. Ủa cho mail ở đây, mail thì không có đâu. Cái Facebook anh đang dùng ấy, cái nào là cái anh đang dùng? Ủa mật khẩu không biết là sao đây, quên mật khẩu rồi. Ui, không nhớ à? Cái nào? Cái HM, cái HT. Đây là gì? HM là gì? Hùng gì đó. Hùng Thanh. Hùng gì đó, Hùng Thanh gì đó. Đuôi 199 này có phải số của anh không? Phải. Thế anh kiểm tra xem có. Nó có gửi tin nhắn tới không? Dạ có. Đấy, nhập mã vào. Sau đây nó hỏi kiểu đây như thế này. Mật khẩu. Thế cái tài này mình đâu phải không? Không phải, không phải. Phải là cái số của anh ấy, cái số anh vừa nhập đuôi 199 ấy. Anh có nhớ mật khẩu không? Bạn hiện không thể sử dụng tính năng này. Giới hạn tần suất bạn phải đăng nữa. Thì mình mới nhập
sau cái bước này nó làm gì, nó lại ra cái bước nào? Đánh mật khẩu mới đi. Đừng 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 có dính phím nhé. Rồi. Rồi đúng rồi, trên số điện thoại kia. Đưa 199 nhé. Rồi. À từ từ. Không phải, cái số này của anh là cái số này của anh là có hai tài khoản à? Một à? Không, có hai, số này có hai. Vừa nó báo có hai, anh đánh cái mật khẩu. Anh đánh cái thanh hùng vừa đấy vào đi xem nào. Chữ T viết hoa nhé. Chúng tôi giới hạn tần suất bạn có thể đăng bình luận làm trong khoảng thời gian. Kỳ lạ. Anh thì bấm vào tìm hiểu thêm nữa. Tắt hẳn đi, mở một trình duyệt khác lên. Mở cái SS. Không không không, dùng Chrome mở cái S ấy. Đấy đúng rồi, Microsoft Edge. Facebook.com. Enter. Số đuôi 199. Rồi. Sai thế nhỉ? Anh còn nick nào không? Trên không điện thoại anh có dùng được không? Đó. Lấy nút, lấy nick của chị và anh đi. Không, trên điện thoại em đang xài bình thường mà. Trên điện thoại em xài bình thường. Có cách nào nhập quét mã gì không? Không, bây giờ nó cứ báo thế thì biết làm sao? Nó báo là không cho vào thì biết làm sao? Sự chết luôn. Có một cái điện thoại có hai cái mức cũng được ha. Sao à? Một số điện thoại cũng có hai cái mức số điện thoại. Như của anh là một số điện thoại ấy đấy, một số điện thoại hai Facebook đấy. Rồi, mình phải vào của anh Hùng xem có được không này. Anh đọc số lại, số điện thoại của anh mình phải vào xem có được không này. À đây, vào của chị Lan rồi. Ủa sao mình cái này là số của cái thạch của mày cùng bé gái. Hả?
Facebook này cũng bé gái. À, con gái anh đã tạo rồi Giờ mình á. đăng xuất. Dạ, giờ đăng xuất này ra cho thầy. Thôi cứ dùng tạm đi vì anh không có Facebook của anh mà. Anh để cứ để đấy, cứ để đấy để mình xem là mình có vào được cho anh mà. Mình thử vào là anh đọc số của anh, đọc số điện thoại của anh đi. 0907 0907 30 308199. 308199. Ok. Mật khẩu thì là mình nhớ rồi. Mình vào Facebook mình vào Facebook của anh được đây này. Sao của anh lại bị khóa là vô lý nhỉ? Đây. Nhưng mà hình như Facebook của anh không đăng cái gì bây giờ đúng không? Cũng có đăng một hai cái gì đấy chứ. Không đăng cái gì. Có một cái nick Hùng Thanh ở đây. Ghi là ngày còn không có cả avatar đúng không? Có hình em chưa? Kỳ dị vậy. Thế thì không Ủa này phải. em Không phải luôn. mẹ của em mà thầy thấy không? Có. Thế nhưng mà cái Facebook mình đăng nhập vào lại không phải thế. Thật. Thế của ai đó này ghi mùng 10 tháng 5 năm 1993 này không phải anh rồi đúng không? Ồ. Để đấy vô Có thể lý cho nhỉ. anh coi thử đây. Cho anh xem thử á. Đây. Chụp màn hình cho anh xem rất vô lý. Có cái gì đấy sai sai. Đó. Vào Zalo của anh đấy. Đấy anh Hùng ơi. Mình vào được nhưng mà lại nó lại ra cái nick nào ấy. Ha